cho các bạn. Mình xin phép được tiếp tục với cả giải tích 1, phần giới hạn hàm số, cụ thể là áp dụng mà vô cùng lớn, vô cùng bé. Thì trong lần này mình cũng sẽ đi thêm hai cái ví dụ mà có thể áp dụng vô cùng lớn, vô cùng bé, cụ thể là vô cùng bé. Tuy nhiên thì một phần là do bản thân mình cũng chưa áp dụng nó một cách thật sự chính xác và cũng chưa có cái hướng đi nào nó hợp lý cả, cho nên là mình sẽ xử lý nó theo một hướng khác mà mình thấy cũng khá hay, đó là dùng Dobitan. Thì nếu như bạn nào có lời giải chuẩn chỉ của phần áp dụng vùng bé cho hai ví dụ này thì cũng có thể gửi cho mình sẽ tham khảo. Ok, còn nếu không có vấn đề gì thì chúng ta sẽ đi vào Dobitan ở đây. Ví dụ đầu tiên, lim của căn bậc 3 của 1 cộng 3x nhân với căn bậc 4 của 1 cộng 4x trừ 1 chia cho căn của 1 trừ x trừ 1. Vì sao con này mình đánh nghĩ đến L'Hôpital? Bởi vì nó rất là kỳ quặc khi mà lòi ra hai cái trừ 1 ở kia. À, nhưng ý kiến hay không nhé. Chính vì có hai cái trừ 1 như vậy cho nên là mình không thể áp dụng vô cùng bé, vô cùng lớn như cái gì một cách dễ dàng được. Do đó thì dùng L'Hôpital khá là hợp lý bởi vì là nó sẽ vứt được cái trừ 1 đi. Đúng không? Ok, thì mình sẽ đạo hàm nhé. Cái mà mình quan tâm nhất là cái thằng căn bậc 3 của 1 cộng 3x nhân với căn bậc 4 của 1 cộng 4x. Đây là cái thằng rắc rối nhất trong đống đạo hàm, nên mình sẽ làm riêng nó ra. Đạo hàm nó thì được cái gì? Mình sẽ áp dụng công thức đạo hàm của tích là UV phẩy thì sẽ là U phẩy V cộng UV phẩy. U phẩy V là gì? Cái này mình sẽ coi để viết nó dưới dạng dễ nhìn hơn thì mình sẽ viết nó là 1 cộng 3x mũ 1 phần 3 nhân với 1 cộng 4x mũ 1 phần 4. Đó. Nhìn thế này thì đạo hàm nó sẽ sướng mắt hơn chút. Thì cái thằng bên này phẩy nó là gì? Rất đơn giản, nó là 1 phần 3 nhân với 1 cộng 3x mũ trừ 2 phần 3 thì phải trừ 1 mà. Và nhân với đạo hàm của 1 cộng 3x là 3. Tương tự với bên kia. À, đây là U phẩy thì phải nhân thêm với cả V. Đây là V, đúng không ạ? Và UV phẩy UV phẩy khá là tương tự, 1 phần 4 1 cộng 4x mũ trừ 3 phần 4 nhân 4. Đấy, UV phẩy là như vậy. Vậy thì mình sẽ thấy là cuối cùng nó còn cái gì? Nó còn là 1 cộng 3x mũ trừ 2 phần 3 nhân 1 cộng 4x mũ 1 phần 4 cộng với 1 cộng 3x mũ 1 phần 3 nhân với 1 cộng 4x mũ trừ 3 phần 4. Đó, đấy là sau khi đạo hàm xong. Đây cũng chính là cái tử sau khi mà chúng ta áp dụng đạo hàm, cái trừ 1 thì mất đi rồi. Mẫu thì sao? Mẫu đạo hàm khá là nhẹ nhàng đúng không? Căn của 1 trừ x thì nó chính là gì? Nó chính là 1 trừ x mũ 1 phần 2 thôi. Nó chính là 1 phần 2 nhân 1 trừ x mũ trừ 1 phần 2. Thực ra mình có thể viết là kiểu 1 trên 2 căn á. Tuy nhiên thì mình nghĩ là viết này nhìn nó thuận mắt hơn. Đương nhiên là mình phải đạo hàm của 1 trừ x nữa và nó chính là cái dấu trừ ở đằng trước. Đó. Đây chính là mẫu số. Ok, vậy thì cái lim cuối cùng nó sẽ thành là lim của tử số là 1 cộng 3x
mũ 2 phần 3, à trừ 2 phần 3 nhân 1 cộng 4x mũ 1 phần 4 cộng 1 cộng 3x mũ 1 phần 3 nhân 1 cộng 4x mũ trừ 3 phần 4 chia cho trừ 1 phần 2 1 trừ x mũ trừ 1 phần 2. Và đây mình có thể thấy là cái yếu tố bằng 0 nó đã mất rồi. Mình chỉ việc thay x bằng 0 rồi thôi. Mình sẽ thấy là thay x bằng 0 vào cái tử nó sẽ là gì? Nó sẽ là 1 cộng 1. Cái này bằng 1, cái này bằng 1. Cái này bằng 1, cái này bằng 1. Cái này bằng 1. Đó, vậy nó chính là 1 cộng 1 chia cho trừ 1 phần 2. Và nó chính là bằng trừ 4. Kết quả khá là nhẹ nhàng. Mặc dù biến đổi thì hơi khủng bố một tí. Có lẽ là dùng vô cùng bé, vô cùng lớn nó sẽ trông bớt kinh dị hơn, đúng không nhỉ? Tuy nhiên mình nghĩ rằng với từng này biến đổi thì cũng không phải quá khó khăn với cả Lobita. Thế nên Lobita vẫn là một sự lựa chọn khá ổn. Ví dụ thứ hai có lẽ nó còn ổn hơn. Lim khi x tiến đến 0 của x trừ sin x chia cho x mũ 3. Rõ ràng ở đây là nếu mà chúng ta đạo hàm 3 lần thì thằng mẫu sẽ mất đi và chúng ta chỉ được thay số thôi, đúng không? Đó cũng chính là cái hướng xử lý của mình. Ok, thử nhé. Đạo hàm lần thứ nhất. Còn 1 trừ cos x trên 3x bình. Tiếp tục đạo hàm tiếp. Mình sẽ viết chữ L ở đây để thể hiện là Lobita. 1 là hết rồi. Cos là trừ sin, có dấu trừ thì còn sin x trên 6x. Và mình thấy ngay ở đây là lim khi x tiến đến 0 của sin x trên x chính là bằng 1. Thế nên cuối cùng thì nó chính là bằng 1 phần 6. Mình nghĩ là không có sai sót gì ở đây đâu. Và đương nhiên là nó sẽ đúng kể cả khi số mũ nó tăng lên nữa. Tuy nhiên nếu mà cứ làm thế này thì cũng chưa chắc là cách hay, đúng không nhỉ? Nó sẽ đúng, nó sẽ nhẹ nhàng khi mà số mũ nhỏ, nhưng mà số mũ kiểu 9, 10, 20, 30 rồi cứ lên nữa thì cũng chưa chắc. Tất nhiên nó cũng sẽ lặp đi lặp lại. Bởi vì sao? Bởi vì cái sin x đạo hàm là cos x và cos x thì đạo hàm là trừ sin x. Nó chỉ hơi phức tạp ở cái dấu thôi. Chứ còn về giá trị mình nghĩ là không đến nỗi quá kinh khủng. Lobita cũng là một phương pháp khá là khả thi dù là số mũ lớn. Tuy nhiên thì có lẽ là sẽ còn có cách xử lý tốt hơn, đúng không nhỉ? Và mình hy vọng là nếu các bạn biết thì có thể để ở dưới phần comment nhé. Hôm nay thì chỉ đến đây thôi. Hy vọng là đã giúp đỡ được các bạn trong quá trình học tập. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo nhé.